Xin chào các bạn, ngày hôm nay chương trình Thế giới ô tô xin hướng dẫn quý vị các bạn cách sử dụng đầu AVN CI10 với hai chức năng chính: kết nối Bluetooth với điện thoại, đàm thoại không dây, nghe nhạc qua Bluetooth, và hai, đó chính là lập lộ trình dẫn đường từ điểm A đến điểm B. Với cái đầu AVN này trên Hyundai i10 thì có rất nhiều khách hàng hỏi tôi về hai cái vấn đề chính, đó là kết nối điện thoại không dây để đàm thoại và nghe nhạc. Cái thứ hai đó chính là cái thiết lập lộ trình dẫn đường từ điểm đi đến điểm đến. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cụ thể hơn về hai cái vấn đề này. Thứ nhất là về cái phần kết nối với điện thoại không dây. Thì các bạn thao tác như sau. Đầu tiên các bạn trên màn hình AVN các bạn bấm menu này. Bảng này hiện ra, chúng ta sẽ chọn điện thoại. Phía góc này cài đặt. Các bạn nhìn thấy này, bảng Bluetooth đã hiện lên, các bạn chọn cài đặt. Để có cái chữ tìm kiếm thiết bị. Sau khi cái chữ tìm kiếm thiết bị này hiện lên thì các bạn thao tác trên điện thoại. Đã có tín hiệu vệ tinh. Các bạn vào cài đặt điện thoại này. Mỗi giao diện sẽ khác nhau nhưng mà về cơ bản nó sẽ tương tự thôi. Bluetooth. Bạn bật Bluetooth lên. Đó, nó đã tìm kiếm thấy Grand i10 và đang kết nối. Các bạn chờ khoảng mấy phút. Đó, đã kết nối. Và lúc này ấy, thì để nghe nhạc các bạn sẽ chọn trên màn hình này, menu media và chọn nhạc Bluetooth. Đó, ví dụ như trên máy tôi này, tôi đang phát nhạc Bluetooth đây, Gọi Tên Em Trong Đêm của Chubin. Đấy là về phần kết nối Bluetooth không dây. Phần thứ hai tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập lộ trình dẫn đường từ điểm đi đến điểm đến này. Các bạn vào menu, chọn bản đồ. Sau đó các bạn bấm vào phần menu gạch, ba gạch này. Hiện lên cái bảng này, các bạn chọn tìm kiếm theo địa chỉ. Ở đây chúng ta sẽ chọn như sau. Thứ nhất, quốc gia Việt Nam này, mặc định, tỉnh thành. Dưới cái Hà Nội này còn 63 tỉnh thành còn lại, các bạn sẽ kéo tay lên để tìm cái tỉnh thành của mình. Vệ tinh yếu. Hoặc là có thể gõ theo thứ tự như này. Tôi sẽ chọn Hà Nội này. Chọn đường phố. Chọn đường phố, các bạn sẽ viết tên đường phố mà mình cần đến. Ví dụ như tôi sẽ đến Lĩnh Nam chẳng hạn này. Lĩnh Nam. Ok, Lĩnh Nam hiện lên, chúng ta chọn Lĩnh Nam. Dưới chúng ta sẽ chọn số nhà. Và dưới cùng nó là chọn điểm giao cắt. Sau đó các bạn bấm vào phần kết quả. Rồi, lộ trình đang được xác lập. Chúng ta bấm vào đi. Chuẩn bị cách 60m rẽ phải. Các bạn nghe gì vậy? Chuẩn bị cách 60m rẽ phải. Trên này nó sẽ báo những cái thông số sau đây này. 60m nữa rẽ phải. Tốc độ các bạn đang di chuyển. Thời gian dự kiến các bạn đến. Khoảng cách từ đây, từ Lê Văn Lương, 81 Lê Văn Lương, Hyundai Lê Văn Lương cho đến Lĩnh Nam là 13 km. Thời gian dự kiến đến là 11 giờ 12 phút. Các bạn nhìn thấy toàn bộ cái dọc trục đường màu xanh này chính là cái lộ trình mà chúng ta sẽ di chuyển. Đó. Bên này sẽ là cái tốc độ tối đa mà các bạn được phép di chuyển. Tùy từng đoạn đường thì cái tốc độ tối đa nó sẽ thay đổi khác nhau. Bạn vừa đi chạch lộ trình đã định. Đó, nếu các bạn đi sai nó sẽ báo lại như vậy. Mét rẽ phải. Để thoát cái lộ trình này ra, thiết lập một lộ trình mới thì bạn bấm vào đây. Sau đó bấm vào dừng hướng dẫn lộ trình. Hiện tại thì cái bản đồ trên xe Hyundai, tất cả các dòng xe Hyundai được đánh giá là cái lộ trình bản đồ tốt nhất Việt Nam hiện tại. Đây là bản đồ độc quyền giữa Hyundai Thành Công và Vietmart. Nếu mà trong quá trình dùng xe có thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo số hotline bên dưới. Xin cảm ơn ạ. Hiện tại giá xe Hyundai i10 đang ở mức từ 324 đến 406 triệu đồng tùy phiên bản và màu sắc. Hyundai Lê Văn Lương có hỗ trợ trả góp lên đến 80% giá trị xe, bao trọn mọi thủ tục cho khách hàng từ đăng ký, đăng kiểm và giao xe tại nhà. Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số máy 0967 588585 gặp Ngọc Huyền, quản lý bán hàng để biết thêm chi tiết.